Alo, xin chào cái tình yêu của CC. Ngồi trong nhà mấy con chó nó sủa quá à. Bây giờ ra ngoài sân ngồi thì quá nắng, thành ra ngồi ở khuất ở cái chỗ này một chút. Nắng mặt trời đang rọi về đây cho nên là nhìn nó hơi hơi bị tối ha, nhưng mà CC nghĩ là ok. Cái kiểu ngồi của CC như vậy nè các bạn, CC có đi nhà hàng ăn mà CC mặc quần tây á, hay là mặc quần thụng á, là CC cứ ngồi khoanh tròn như vậy nè, ngồi quen rồi các bạn. Nhiều khi cháu ngoại CC nói trời ơi sao vô nhà hàng ngồi mà ngoại ngồi vậy, quen rồi không biết làm sao các bạn. CC ngồi vậy rất là thoải mái ha, thì giờ ngồi như vậy luôn nè, bụi đời lắm các bạn ơi. Lúc mà CC yểu điệu thục nữ thì cũng yểu điệu dữ lắm ha, nhưng mà cái lúc mà CC dậy là nó dậy đó, không có màu mè, không có đứng trước mặt ai là giả bộ này nọ, không làm được, không làm được mấy điều đó. Thì đây các bạn nhắn tin với CC rất nhiều, mà này là đa số các bạn về Việt Nam không à. Thì các bạn mua rồi, nhận được rồi, mặc rồi, các bạn thích lắm. Có bạn mua mấy năm, mua từ lúc CC mới bắt đầu biết làm YouTube. Thì bây giờ các bạn nhắn tin lại, lâu lắm rồi tưởng là giận luôn. Lý do gì thì mình không có biết, nhưng mà nó đâu có giận chị, đâu có giận gì đâu, tại bận quá. Đó thì giờ nói chị ơi mấy cái bộ này chị mua cho em mặc mê luôn á. Ngày nào cũng đi tập thể dục mấy năm trời rồi mà mặc đã lắm. Các bạn biết không, rẻ tiền, bên này mấy này rẻ lắm, ai cũng mua. Trời ơi, CC nói ai chắc cũng có 5-70 bộ chứ không phải 1-2 bộ, vì đây là đồ bình thường họ mặc nè. Đáng đồng tiền lắm các bạn. Thì CC có tìm được vài bộ à. Thì bây giờ CC review, chị em nào thích cái nào thì mua cái đó, nhưng cái nào mà nó đã theo bộ rồi thì CC phải bán theo bộ nha. Mong các chị em thông cảm ha. Các chị em ở Việt Nam là nên mua đó, vì đây là những cái mà đáng mua đó, thật là đáng mua luôn. Thứ nhất là quá rẻ tiền, thứ hai nữa là nó bền lắm các bạn. Còn mấy cái này đó mà các bạn mặc ở bên Việt Nam bị đụng hàng thì đó là chuyện bình thường, tại vì nó rẻ quá mà, mua trong mê xì mà. Thành ra các bạn mặc đồ từ ở CC là tự tin luôn ha. Máy bay bay ngang qua hơi ồn một chút. Đây là một bộ đẹp lắm, cái áo này là mua được lâu rồi, cũng review 1-2 lần rồi đó nè, các bạn còn nhớ không? Ở đây họ có cột, cái vút chứ không phải CC cột nha. Thật là đẹp. Đây là hiệu Tommy Hilfiger, size small, mình vải thun cô tông. Thì đây là cái áo, cái áo mua lâu rồi. Đây là cái quần, cái áo màu đậm, cái quần màu lợt một chút. Nó không phải là bán chung bộ đâu các bạn, thường họ bán riêng à, nhưng mà mình có mắt thẩm mỹ, mình mua, mình phối. Đây là cái quần bên hông, quần size X-more, áo size small. CC mua như vậy á, để CC mặc. Mà CC chưa mặc, CC review, chị em nào thích thì mua, còn không ai thích, CC mặc. Tại vì quần này CC chỉ mặc lửng thôi, mà CC chỉ mặc được X-more à, small rộng. Thì đây ha, đây là cái quần thật đẹp. Hai cái này CC bán chung, không bán riêng ha, thông cảm nha. Với cái quần này các chị em mặc được áo đỏ, áo xanh đen, áo trắng, áo đen, áo xanh này là tuyệt vời, rẻ tiền lắm các tình yêu ơi. Và bộ này Tommy, Tommy là CC Collection. CC có nhiều bộ Tommy mà đẹp độc lạ lắm các bạn. Trời ơi CC ha, cũng phải lâu lắm luôn á, mua nhiều lắm mà lâu lắm á, rồi mới ghép được bộ, chứ đâu có mua liền lúc được các bạn. Đây là dạng quần mà mình gọi là quần xà lỏn ha, ở Mỹ ai cũng mặc hết. Cái này size small, nhìn thấy nó to nó rộng như vậy nhưng mà khi chúng ta mặc chúng ta rút lại đó đó, nhưng mà CC mặc quần này rộng đó. Thì chị em nào muốn mua thì mua ha, rẻ tiền lắm, giá chính thức mà có 39 đô 50 sen à. Đây bên hông thật là đẹp cái quần này, quần xà lỏn đi, mình gọi là quần xà lỏn đi. Thì mặc với lại cái áo này ba lỗ, nách này không có rộng ha, nách bình thường, cũng là cột cái nơ nè, cái gút chứ không phải cái nơ, cái gút đó. Thì áo trắng này các bạn mặc với quần này, cái này CC cũng bán theo bộ ha, size small, bình vải thun cô tông. Bộ này này CC không có mặc nhưng mà con CC mặc nhiều lắm. Bộ này mặc vào người các bạn là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Bộ này nè, nó đẹp nhờ gì các bạn biết không?
nhờ cái bình thun. Có nhiều bình thun mặc vào bình thường, có nhiều bình thun mặc vào nhìn bạn so sexy luôn. Thì đây nè, cái này hơi đắt tiền một chút, nhưng mà CC mua on sale rồi, màu đẹp lắm nha. Cũng là áo thun ba lỗ thôi, ngang thôi, các bạn chạy bộ, đi tập gym vân vân. Đây, nếu mà các bạn đi bộ ngại người ta thấy cái bụng thì mua một cái loại áo cột ngay bụng á, che lại. Đây là áo, đây là quần, quần dài nha. Trời ơi, con CC mặc loại này nè, cái phần này nè nó như ghen, nó bó sát cái bụng các bạn thẳng tắp luôn, đẹp lắm. Cái bộ này nè, cái mình thun này, cái phần này nè ôm ngay đầu gối đẹp lắm, cực kỳ đẹp bộ này ha. Thun này cũng dày dày đẹp lắm các bạn, bộ này là number one luôn, nó có một bộ duy nhất. Chị em nào nhanh thì mua được ha. Bộ này là double size, small, medium. Và đây, đây là thương hiệu mà ông bạn Mỹ của CC ông mua cho CC nhiều, thiệt là nhiều luôn. CC không bao giờ tốn tiền mua hiệu này, toàn là ông mua cho CC không à. Thì bây giờ những cái nào mà ông mua, CC để lại mặc hết. Nhưng mà CC thấy rẻ, đẹp, với lại kiểu này, hiệu này nè, là đa số Mỹ trắng mặc không à. Người da màu thì họ mặc cái màu nổi lắm, xanh đỏ tím vàng đậm lè luôn, chứ họ không mặc những cái màu nhu nhu như vậy. Thì đây, đây là dạng áo ba lỗ, nách sâu. Thành ra chị em nào mặc như vậy thì nhớ ở bên trong phải mặc cái áo tank top ha, chứ không có mặc áo ngực được. Tất cả là mình vải thun, mịn, mát, hút mồ hôi. Trời ơi, xin nói các bạn biết, rẻ tiền khủng khiếp luôn. Cái nào cũng thấy ghi nhưng mà rẻ lắm, mua đáng đồng tiền á. Ở đằng sau thì có cái logo, ở đằng trước là không ha. Hiệu Champion. Thì CC có rất là nhiều quần. Thì bây giờ có một cái áo à, cái áo duy nhất à. Nhưng mà quần thì có được hơi nhiều nhiều. Thì đây nha, một cái áo nè, quần đây. Cái phần bụng eo này nè, nó ôm cái bụng các bạn sát, thật là sát, đẹp, thật là đẹp luôn. Quần này mình vải thun cô tông ha, size X-more, mặt nó ngắn đẹp lắm các bạn ơi. Ở đằng sau nè, ở đằng trước nè, quần này là các bạn cần lắm đó, ai cũng cần cả chục cái luôn á, chứ không phải một cái đâu nha. Đây, quần này thì nó dài hơn chút, ăn tiền là ở cái phần này nè, cái bản lưng này nè nha các bạn. Cần là mình cần như vậy đó, kiểu này với kiểu đó y hệt nhau. Cái này size small, cái này size X-more, một kiểu luôn nha, một mình vải thun cô tông. Quần này size small, quần này thì cái mình thun khác ha, mà quần này là cái dạng mặt ngắn, ngắn lắm, nó ngắn sát ở trên luôn á. Đây là loại quần CC mặc. Quần này size small. Các bạn mặc cái quần này, rồi các bạn mặc những cái áo dài qua mông luôn, thì các bạn đi người ta không có thấy cái quần, ngoại trừ khi các bạn cúi xuống hay làm gì đó thì người ta mới thấy cái quần ở bên trong ha. So sexy luôn đó. Và đây cũng là hiệu Champion. Màu này thì các bạn rất là dễ phối với lại rất là nhiều áo ha. Size small. Ông có mua cho CC đầy đủ hết luôn á. Quần này nè, CC cũng có đó. Đây, thun ha. Và đây, quần này chắc nhiều bạn thích nè. Đây là dạng như quần xà lỏn luôn. Cái này là loại ống, size X-more ha, thun dày, loại ống nha, loại giống quần thụng á. Nhìn cái dáng quần là thấy sexy rồi ha, mê luôn á các bạn. Đây là loại quần mình vải thun cô tông, dạng sport á. Có một cái một à, có cái túi ở bên hông, túi nhỏ xíu thôi, để cái thẻ hay là tiền mặt tí gì thôi, loại ngắn nha.
Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Thương hiệu này đắt hơn là hiệu này nhiều ha. Cái này là John New York. Có một cái một. Đây. Trời ơi, quần này review nhiều các bạn mua hết nhiều à ha. Nhưng mà quần này ở Mỹ dễ mua lắm. Rẻ tiền quá mà. Đây là hiệu Calvin Klein. Cái chữ Calvin Klein nằm bên hông, hôm bữa review đó bán hết luôn. Cái này là size medium. Đó, các chị em to con cỡ nào các chị em cũng phải cần quần này. Này là cần lắm đó các bạn. Có túi nha. Size medium, mình phải thun cô tông hút mồ hôi. Đây là quần các bạn mặc ra đường đó nha. Mang bata rồi mặc áo thun, áo sơ mi đi du lịch đó là loại quần này nè. Nè. Quần này thì khỏi nói rồi ha. So sexy luôn. Cici có nhiều lắm. Cháu ngoại Cici cũng mặc, Cici cũng mặc, con Cici cũng mặc, ăn mặc đấy. Quần này đó, bạn canh on sale không á là mệt xỉu luôn. Hiếm lắm, hiếm bao giờ có được on sale. Quần này Cici mua cũng đâu on sale đâu. 30 nè. Thuế má 33 đồng quần này. Này của Cici, nhưng bạn nào muốn mua cho Cici biết, Cici mua giùm. Đây nó giống như là cái underwear vậy đó. Cái loại quần này là để cho các bạn mặc những cái áo đầm mà nó giống như lưới, giống như ren, mỏng thật là mỏng. Các bạn có thấy ca nghệ sĩ hay mặc không? Họ mặc một cái ren mỏng, gom, lưới hay gì đó. Rồi họ mặc cái dạng quần này nè, ở bên trong đó. Là đây nè, là loại quần này nè. Nhưng mà họ mặc thì những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, còn mình mặc những thương hiệu trung bình ở Mỹ là được rồi. 33 đồng cái quần này đó. Đâu on sale. Chị thích quần này mà thương hiệu này nè, nổi tiếng lắm. Khỏi chê luôn nha các bạn. Này size medium. Quần này là các chị em tập yoga đó, tập dưỡng sinh hay là chạy bộ hay là gì đó. Có túi nha, hai túi hai bên luôn, màu rất là đẹp. Mê là mê cái phần này nè, nó ôm bụng các bạn mặc mê lắm. Màu này rất đẹp luôn. Và đây. Xuất sắc ha. Quần này là size small luôn nha. Đây là giảm ngắn ha. Và đây. Cái này cũng là vải thun cô tông hiệu Adidas. Quần dài nha. Size size X-small. Rất là đẹp ở cái sọc luôn. Với quần này các chị em đi chạy bộ tuyệt vời luôn á. Các chị em pha với lại áo màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng đều đẹp hết. Quần này tuyệt đẹp. Tại vì CC không có cái tướng để mặc cái loại quần dài như vậy, cho nên CC không mặc. Chị em nào có đùi to to đẹp đẹp, các bạn mặc đẹp. Con CC mặc dạng quần này đẹp lắm. Và CC mặc cũng được. Đây quần này là cũ, hôm bữa có mấy cái bán còn sót một cái nè. Này cũng là mình vải thun cô tông size size small. Cái bản này nè mặc thích lắm nha các bạn. Hiệu Fila. Và đây hiệu Calvin Klein. Đây là dạng đấy, phần này nó ngắn ha. Quần này mất cái mạc, còn cái sợi dây nhựa thôi ha. Size small. Và đây, đây là quần BB. Bên này có một túi, bên này có một túi. Đây là mình vải thun lạnh ha. Size small. Quần này các chị em phối được với nhiều đồ lắm ha. Màu hồng, màu trắng, màu kem và màu hồng kem. Kiểu quần này là mặc dài gần tới đầu gối á. Các bạn mặc cái quần này rồi các bạn mặc thêm một cái áo mà giống như là loại áo ấm ấm á. Để tối các bạn đi ăn đi chơi mang về bata đẹp lắm. Quần loại này nè. Dài gần tới đầu gối. Có cái túi nữa. Và đây. Tuyệt vời không?
CC có cái nón màu trắng này nha, có cái áo luôn nha. Thật là đẹp cái quần này đó. Mình vải thun cô tông. Đây là chữ Puma. Trắng đen, quần dài. Size small petite. Nè. Cái phần ở trên này là cái phần mà CC thích nhất luôn á, tại vì nó ôm cái bụng của mình rất là đẹp ha. Đây, tức là một nửa ống đen, một nửa ống trắng đó các bạn. Ở một bên này thì có chữ Puma. Các bạn có thể phối với áo trắng, áo đen. CC có cái nón trắng mà chữ Puma đen luôn đó nha. Đẹp lắm. Mua cái quần này nè là nên mua cái nón đó đó. Rồi mặc với áo trắng bình thường cũng được. Đẹp xuất sắc đó. Và cái quần này hiệu Fila màu xanh đen, size small, giá chính thức nè mà có 40 đô thôi. Mấy cái này đẹp lắm, các bạn mặc rồi các bạn ghiền, các bạn mê luôn. Đây là mình vải thun cô tông. Phối được với áo xanh đen, áo trắng, áo đỏ đều đẹp cả. Quần này thì nó trên mắt cá đó, ngắn ngắn lên tí ha. Vải thun cô tông. Size small. Xuất sắc cái quần này đó. Đẹp. Tại vì CC mặc những cái dạng quần đó không đẹp cho nên CC không mặc, có vậy thôi à. Và đây, đây là mình vải thun lạnh. Hiệu Adidas. Màu này đẹp các bạn. Chữ Adidas nằm ở đây. Cũng là hai màu nối với nhau á ha. Họ phối hai màu đẹp lắm các bạn ơi. Cầm không đẹp, mặc lên người các bạn mới thấy đẹp. Cái phần sau cái mông nè là cái màu này ha. Ôm nguyên cái mông tròn quay luôn. Mấy quần này quần nào con CC cũng có hết á, con CC mặc hết đẹp lắm. Cái mông to tròn căng á, trời ơi, nhìn phê luôn á các bạn. Những loại quần này các chị em phải có mông, mà đùi các chị em phải to to tròn tròn thì các chị em mặc mới đẹp. Còn như CC không có mông, CC mặc quần độ mông thì cái mông đẹp. Nhưng mà cái chân CC lại không đẹp. Nó ốm, nó nhỏ quá. Cái quần này phần ống nó không có căng ra, nó không có đẹp. Cho nên chị em nào mà cái chân cũng ốm ốm nhỏ nhỏ nhé, đừng có mặc những loại này mà quần dài, mà phải mặc ngắn. Thì đây ha, quần này là so sexy nè, quần này nè. Adidas size small, quần này đắt tiền hơn những quần kia. Quần này có 60 đô, mấy cái kia có 40 á. Tuyệt vời đó. Và đây, quần này mới cách đây vài ngày bán rồi đó, bữa review đó, đúng không? Bán rồi, mua lại được một cái nữa nè. Quần này thì chị em nào mua muốn mua CC mặc. Tại vì CC rất là thích những màu này, phù hợp cho năm nay nữa. Đây là hiệu Nike West, mình vải thun cô tông, mát mẻ, thoải mái lắm. Thích lắm các bạn. Các bạn mặc mấy cái này rồi, các bạn mặc mấy cái thun cô tông cho những cái quần xà lỏn này các bạn ghiền luôn á. Thì đây nha, size small. Trước khi CC mặc, bạn nào muốn mua này thì mua. Hiệu Nike West. Rẻ tiền lắm các tình yêu ơi. Áo này đẹp nè. Size medium. Đây là dạng crop top nha, ngắn. Bên hông design đẹp à. Các chị em mua cái áo này để mặc với lại những loại váy lưng cao và quần lưng cao thì nó không thấy bụng. Còn nếu bụng các chị em đẹp thì các chị em mặc bình thường. Vì đây là loại áo cao. Nó ngắn đó, ngắn trên lỗ rúng luôn đó nha. Nhưng mà CC mặc đẹp lắm. Đây nha, có một cái duy nhất là size medium. Bên hông đẹp ha. Ngồi ngoài trời này mát quá các bạn ơi, CC mê ngồi ngoài này để review luôn. Rồi. Hết rồi. Có nhiêu đây rồi đó, hết rồi đó. Đây là những cái nhỏ nhỏ. Làm video ngắn ngắn nha, cũng theo lời yêu cầu của các chị em á. Chị ơi chị nói ít thôi chị ơi, chị nói nhiều quá, khi nào chị kể chuyện thì chị làm riêng một cái video chị kể chuyện. Rồi khi nào chị review thì chị review, nói ít ít thôi chị ơi, để mua đồ chị ơi. CC bị cái bệnh nói nhiều các bạn ơi, bởi vì làm YouTube là đúng luôn á. Rồi CC hứa nha,
Cái chị em yêu cầu làm video ngắn mà làm sao mà để review được nhiều đồ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là kể chuyện thì sẽ kể riêng một video, ai thích nghe nghe, không thích nghe thôi. Chứ cô em nó cũng nói trời ơi không có thích nghe đâu, bắt ta nghe mệt quá. Chỉ muốn mua đồ thôi. À đây còn sót một cái áo nữa nè, đây là dạng crop top tới cái lưng quần của mình á, mình vải thun cô tông size lót. Áo này thì ai cũng thích, màu này cũng đẹp lắm, màu rêu á, có một cái rẻ lắm các bạn. Trời ơi, Sisi nói là rẻ đến không ngờ luôn đó các bạn, rẻ lắm luôn, 25 đồng. Tin luôn đó, rẻ, thiệt rẻ luôn. Rồi, hết rồi. Số phone của Sisi là 706-987-9063. Số phone của anh San Việt Nam 098-257-1934. Nhớ nha, khi các bạn nào mua cái nào trả tiền rồi, mỗi một món hàng chọn cho CC một con số, phải trả tiền rồi mới được chọn nha, chưa trả tiền không được đâu nha. Quà CC tặng các bạn đó, xổ số đó, một số trúng được 50 đô tiền mặt ha, CC tặng 1.000 đô đó. Vừa là lễ MRD vừa là sinh nhật của CC, tại vì CC được nhiều quà quá, CC chia với các tình yêu của CC đó. Ok, bye bye, I love you.